Trong 4 ngày, Trung Quốc đã cho 149 máy bay quân sự quấy nhiễu Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã có phản ứng mạnh mẽ hiếm thấy, chỉ trích hành động của Trung Quốc, Bắc Kinh đã lên tiếng đáp trả. Từ khi bước vào tháng 10, số lượng máy bay quân sự Trung Quốc tới quấy nhiễu Đài Loan liên tiếp đạt các mức cao kỷ lục mới. Theo thống kê từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10, lần lượt 38, 39, 16 và 56 máy bay quân sự Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không Tây Nam ADIZ của Đài Loan. 56 chiếc bay vào trong ngày 4 tháng 10 là con số lớn nhất kể từ khi Cơ quan Quốc phòng Đài Loan bắt đầu tiết lộ tình trạng hoạt động của không quân PLA vào ngày 17 tháng 9 năm ngoái. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết không muốn suy đoán về động cơ của phía Trung Quốc, nhưng nói rằng Mỹ thúc giục mạnh mẽ Bắc Kinh chấm dứt gây áp lực quân sự, ngoại giao, kinh tế và đe dọa Đài Loan. Việc sử dụng ngôn từ mạnh bạo hơn cho thấy Washington rất bức xúc trước việc Trung Quốc không đếm xỉa tới sự quan ngại của quốc tế và tiếp tục cưỡng ép quân sự đối với Đài Loan. Trên trang mạng Twitter, thì cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo kêu gọi Mỹ mãi mãi sát cánh với Đài Loan. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich thì đề nghị Mỹ và Nhật Bản nên cử các đội cố vấn quân sự đến Đài Loan xem xét cần hỗ trợ Đài Loan những vũ khí nào để có thể đánh bại cuộc xâm lược hoặc phong tỏa của Trung Quốc. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Ánh đáp trả rằng Đài Loan là Đài Loan của Trung Quốc, không đến lượt Mỹ đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm. Quan chức này cũng cảnh cáo Đài Loan tìm kiếm Đài Loan độc lập là đi vào chỗ chết. Giới chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc liên tiếp triển khai số máy bay lớn kỷ lục áp sát hòn đảo không phải tín hiệu cho thấy chiến tranh đang cận kề. Nhưng phản ánh thông điệp ngày càng rõ ràng của Bắc Kinh về thu hồi hòn đảo này bằng mọi giá, kể cả bằng biện pháp quân sự. Những đợt áp sát đảo Đài Loan thường bao gồm trinh sát cơ và máy bay săn ngầm cùng nhiều loại tiêm kích. Tuy nhiên, không quân Trung Quốc gần đây huy động ngày càng nhiều oanh tạc cơ chiến lược H-6. Đây là bước đi mang tính đe dọa vì chúng có khả năng tung ra đòn tấn công phủ đầu nếu xảy ra xung đột. Gerard Brown, nhà phân tích quốc phòng tại Mỹ, nêu quan điểm. Cảnh báo về hệ thống viễn thám dày đặc của Trung Quốc ở Biển Đông. Chuyên gia Michael Dam, nghiên cứu viên cấp cao về an ninh quốc gia thuộc Phòng Thí nghiệm Ứng dụng Vật lý Đại học Johns Hopkins của Mỹ, cho rằng Trung Quốc xây dựng mạng lưới thông tin dày đặc trên các đảo nhân tạo bị bồi đắp trái phép trên Biển Đông, hòng chiếm ưu thế trong việc kiểm soát thông tin. Ông Dam nói trong tọa đàm trực tuyến về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tổ chức ngày 23 tháng 9 rằng Biển Đông thực sự là một phần trong chiến lược phòng ngự chiều sâu của Trung Quốc. Theo ông Dam, Trung Quốc muốn dùng các tiền đồn họ xây dựng trái phép tại Biển Đông để phục vụ mục đích phòng ngự. Nếu có xung đột, đối phương sẽ phải vượt qua các đảo nhân tạo ở Biển Đông để chạm tới đảo Hải Nam của Trung Quốc. Để thực hiện ý đồ, Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới thông tin dày đặc trên các đảo nhân tạo được bồi đắp trái phép. Mạng lưới này góp phần giúp Trung Quốc thực hiện chiến lược chiến tranh thông tin hóa, ông Dam nhận định. Trên đất liền Trung Quốc, các yếu tố cấu thành một căn cứ quân sự có thể được phân tán trên phạm vi rộng. Nhưng tại Biển Đông, rất nhiều hệ thống đều được tập trung trên cùng một đảo nhân tạo như hệ thống truyền thông vệ tinh, hệ thống truyền tin cao tần, radar, tác chiến điện tử, cơ sở tên lửa, nhà chứa máy bay. Ông Dam nói, những tiền đồn chính của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo đủ lớn để lắp đặt hoặc triển khai gần như mọi loại hệ thống vũ khí hoặc máy bay trong tay quân đội nước này. Trước đó, tháng 6 năm 2020, ảnh vệ tinh cho thấy máy bay KG-500 và KQ-200 được triển khai tới sân bay tại Đá Chữ Thập. Tới tháng 7 năm nay, ảnh vệ tinh lại cho thấy có máy bay làm nhiệm vụ đặc biệt và trực thăng hoạt động từ đá Subi và đá Vành Khăn. Điều này thể hiện các sân bay ở hai đá này đã có thể hoạt động 100%. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần khẳng định Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Từ năm 2013, quân đội Trung Quốc bắt đầu xây dựng các đảo nhân tạo trên những thực thể họ chiếm đóng trái phép. Những đảo này được phát triển thành căn cứ quân sự và được hoàn thiện đáng kể trong năm 2018. Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc bị khởi tố tham nhũng. Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân bị khởi tố về một loạt tội danh tham nhũng cùng cáo buộc phao tin đồn có tham vọng chính trị cực đoan và lối sống xa hoa. Với tham vọng chính trị cực đoan, ông Tôn đã cấu kết với người khác để phá hủy sự đoàn kết và an ninh chính trị của Đảng, kết bè phái và kiểm soát những cơ quan then chốt, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc CCDI thông báo. Ông Tôn bị cho là đồi bại và không có giới hạn đạo đức và đã biển thủ tiền từ một số quỹ, truyền thông Trung Quốc dẫn lời CCDI, cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của nước này cho biết.
CCDI còn cáo buộc vị cựu thứ trưởng có hành vi phát tán tin đồn, trộm cắp và lừa đảo. Ông Tôn có lối sống xa hoa, thường nhận nhiều món quà giá trị lớn và có dính líu tới các đường dây hối lộ. Hồ sơ vụ án đã được chuyển cho kiểm soát viên để tổ chức xét xử phù hợp với quy định pháp luật. Cơ quan này còn cho biết ông Tôn có hành vi chống đối cuộc điều tra và không thành thật với nhà chức trách. Ngoài việc là thứ trưởng Bộ Công an, ông Tôn còn từng đóng vai trò chủ chốt trong việc điều phối công tác ứng phó đại dịch ban đầu của Trung Quốc. Tuyên bố ngày 30 tháng 9 của CCDI cáo buộc ông Tôn cũng đã rời bỏ vị trí này. Ông Tôn bị bắt từ tháng 4 năm 2020. Ông là quan chức cấp cao có quan hệ rộng. Tên của vị cựu thứ trưởng từng được báo chí nêu lên khi đưa tin về bê bối tài chính 1MDB liên quan tới cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ông Tôn là nhân vật gần nhất bị khởi tố trong chiến dịch tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chiến dịch này đã nhắm đến hàng triệu quan chức trong nước, bao gồm cả hàng trăm cựu quan chức cấp cao. Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói đã nhận được thông điệp mạnh mẽ từ Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Washington sẽ giúp Tokyo bảo vệ quần đảo Senkaku đang tranh chấp ở biển Hoa Đông. Trong cuộc điện đàm gần 20 phút vào ngày 4 tháng 10 giữa ông Kishida và ông Biden, hai nhà lãnh đạo cam kết tăng cường hợp tác hướng tới đảm bảo Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Chúng tôi xác nhận rằng hai bên sẽ phối hợp với nhau để tăng cường liên minh Nhật-Mỹ và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở. Chúng tôi khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ trong vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Triều Tiên, Thủ tướng Kishida thông tin về cuộc điện đàm. Trước đó, tân Thủ tướng Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc cố gắng thay đổi diện trạng bằng vũ lực tại một số khu vực. Tuy nhiên, ông Kishida thừa nhận Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh tiếp tục thảo luận với Tokyo. Ông Kishida nhấn mạnh chính phủ Nhật Bản phải theo dõi chặt chẽ liệu Trung Quốc có thể đáp ứng các yêu cầu ở mức cao của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP về các vấn đề như công ty nhà nước và bảo mật thông tin hay không. Nhật Bản ngày càng lo ngại việc Trung Quốc tăng cường hoạt động ở vùng biển Hoa Đông, bao gồm xâm nhập các đảo trong quần đảo Senkaku điếu ngư tranh chấp, nơi đang do Tokyo kiểm soát. Senkaku là tên gọi từ phía Nhật Bản, còn Trung Quốc gọi đó là điếu ngư. Sắp tới đây, phương tiện phóng FC lộn số 5 sẽ được phóng đi từ trung tâm vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản, mang theo vệ tinh nặng Dragon của Việt Nam và 8 vệ tinh khác của quốc gia Đông Bắc Á này. Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, người đang có mặt tại trung tâm vũ trụ Uchinoura để chứng kiến vụ phóng này, cho biết FC Lộn 5 đã được đặt vào vị trí phóng để sẵn sàng phóng đi. Thời tiết tại Kagoshima hiện nay khá thuận lợi cho vụ phóng này. Theo cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản, JAXA, các vệ tinh trên được phóng đi theo chương trình trình diễn công nghệ vệ tinh sáng tạo 2. Sau khoảng 52 phút, tên lửa sẽ bắt đầu thả các vệ tinh mang theo vào quỹ đạo. Nặng Dragon là vệ tinh cuối cùng được thả vào không gian sau khi rời khỏi mặt đất 1 tiếng 11 phút 38 giây. Được phát triển bởi Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, VNSC, thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nặng Dragon là vệ tinh dạng củ bê sát lớp nano nặng khoảng 4 kg, có kích thước 3 U. Đây là vệ tinh được nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 100% tại Việt Nam và nằm trong lộ trình phát triển vệ tinh nhỏ Made in Việt Nam của VNSC.